Mến chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước ha. Hiện tại thì em đang có mặt ở quê hương Chợ Lách Bến Tre, cũng như là sau lưng em là cái xe Mận Hồng MRT ha anh chị. Rồi bây giờ sẽ quay chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị về cái lô Mận Hồng hôm nay mình giao cho khách ha. Thì hổm gài cũng có việc nên không có lên nhiều cái video cho cô chú anh chị mình xem được. Nay thì lên cái video cô chú anh chị mình xem ha. Ở đây thì có hai cây ở đây anh chị. Đây là loại hàng nuôi bầu lớn, anh chị thấy ha. Cái cây này là cái cây hàng nuôi bầu lớn nên chị em đã sang cái bầu lớn rồi đang nuôi ha, hàng cực kỳ là đẹp luôn, chị sẽ thấy ha, mới nuôi chừng tầm khoảng đâu đó là khoảng được 15-20 ngày anh chị, cây nó chưa có cứng hung nha nên em chưa có đi cho khách được, khách cũng đặt rồi anh chị, cái lô này là khách đã đặt hàng rồi. Tí nữa quay lại gần cho cô chú anh chị mình xem cái lô này ha, xuống cái lô này cái mình sẽ quay chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị mình cái lô ở trong. Đây ha, lô này thì em vô cái chậu như thế này. Lô này là để hàng nuôi ha. Cây mới thai anh chị, mới thai tầm khoảng hơn 10 ngày thôi. Đây, cho anh chị thấy ha. Rồi, để lấy ra hết cái lô này để quay cho anh chị xem cái lô cây nhỏ bên trong. Cây đang giao. Những cô chú anh chị nào đang tìm mua cái giống Mận Hồng MRT hàng chuẩn chất lượng đó thì có thể liên hệ sớm với Zalo bên em ha, để em quay cái cây thực tế cho cô chú anh chị mình xem. Cũng như là những cái lô hàng nào đó anh chị, em sẽ quay chia sẻ anh chị ha. Này là những cây hàng đóng lớn nha. Lấy bớt xuống mới thấy được cái lô trong anh chị. Này, lô này thì cây hàng lớn không à. Nuôi mà vô để nuôi rồi. Đây anh chị, này cái lô hàng hôm nay mình em đang chuẩn bị đóng cho khách ha. Đây, lô này cây cao là tầm khoảng 8 tấc anh chị, 8 tấc ha, 8 tấc 9 tấc nha. Đây như thế ha, so với cái hàng lớn anh chị. Đó, ok. Thì cái tàn là hàng lớn thì cái tàn tán nó nhiều hơn. Đây, cây này anh chị, cây hôm nay giao nè. Thì những cô chú anh chị nào đang tìm mua cái giống Mận Hồng MRT đó, thì có thể liên hệ sớm với em nha. Cái lô hôm nay rất là mạnh cũng như là rất là cứng ha. Rồi, sau khi mà em đã xuống những cái cây lớn anh chị thì quay chia sẻ với anh chị những cái cây mà hôm nay giao ha. Thì cái dòng Mận Hồng này anh chị, khi mà anh chị trồng ở trong chậu á, khi mình trồng ở trong chậu ở sân thượng đồ á, thì đã tầm khoảng 5 cho tới 6 tháng là cây đã cho trái anh chị. Đây, như điển hình như cái cây này thì trong bịch đó, nó đã đậu trái luôn anh chị ha. Cái này chùm bông này là nó ra bao nhiêu bông là đậu bao nhiêu trái luôn ha. Cái thằng mận này nó đậu trái rất là sai và không hề bỏ trái luôn. Thì những cô chú anh chị nào tìm mua những cái giống mận mình trồng ở sân thượng hay là mình trồng ở trong chậu thì cái giống mận này rất là thích hợp nha, cực kỳ là thích hợp luôn và cho trái hình như là quanh năm luôn anh chị, gần như là quanh năm luôn. Hiện tại thì những cái cây giống bố mẹ em á, hiện tại là đang có hoa từ trước, sau bây giờ là tiếp tục là có hoa có trái tiếp ha. Đây là những cái cây giống em chuẩn bị giao cho khách đóng rồi hết nè. Thấy ha? Lá cứng ha, cứng lá, dày lá, cũng như là cái màu sắc xanh rất là đẹp. Cây này rất là cứng anh chị, dễ nhiều lắm, dễ ra cứng bầu. Thì bên em mới tiến hành giao cho khách. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay gần lại cho cô chú anh chị mình xem chi tiết hơn về cái cây giống cũng như là cái trái của nó như thế nào ha. Rồi, tiến gần lại đây em sẽ quay cho anh chị xem chi tiết hơn về cái trái của cái cây này ha. Thì những cô chú anh chị nào thích cây có hoa thì có thể liên hệ sớm với em nha. Thì cái lô này thì hàng có hoa ít, một hai cây thôi, này là đậu trái luôn rồi, chứ không phải hoa nữa rồi, đậu trái luôn. Thì đây anh chị thấy ha, đó, lô nè, dễ cực kỳ là nhiều, dễ cứng bầu luôn anh chị, dễ lú cái bầu luôn. Dễ nó cộm bầu hết rồi nè. Ha, dễ nè. Rồi, quay chia sẻ thêm với cô chú anh chị về cái lô hàng nuôi này.
Khách cái lô này là khách đã đặt anh chị, có lô hàng nuôi cao cái tầm thước thước mấy anh chị, ha, thước thước mấy, hàng này là khách đã đặt ha. Những cái hàng nhỏ này thì mình giao, em giao cho khách lẻ anh chị, quấn đi á. Rồi những cô chú anh chị nào còn phân vân tìm mua cái giống mận hồng thì có thể liên hệ trực tiếp với cái số Zalo của em ha, để em tư vấn chi tiết hơn cho cô chú anh chị mình nha. Đây hoa này anh chị, trái đậu nè, ra ba ra bốn năm bông thì đậu hết bốn năm trái rồi anh chị, hình như là không bỏ trái nào luôn nha. Cây cái hàng mận hồng này khi trồng chậu nó mau cho trái lắm chị, còn trồng ở ngoài á thì nó tầm khoảng 1 năm anh chị, năm mà cho trái ha. Ok, cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã tin tưởng ủng hộ cái giống em thời gian vừa qua. À, cũng như những cô chú anh chị nào tìm mua những cái hàng nuôi, hàng lỡ, hàng có bông, có hoa thì có thể liên hệ với em ha. Hàng bông hoa thì nó số lượng có hạn nha anh chị, nên chị liên hệ sớm thì có thể còn anh chị liên hệ trễ thì có thể là họ nó không còn hết anh chị. Rồi, cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất là nhiều.